Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu là một trong những lễ hội cổ truyền của Việt Nam được công nhận là Tết Thiếu Nhi, nên vào dịp này, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, Tết Trung Thu cũng là Tết đoàn viên, là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam bởi nó mang cho mình nguồn gốc cũng như ý nghĩa đầy thú vị. Phản ánh của phóng viên và cộng tác viên. Tại chùa Trúc Lâm Hưng Quốc, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm năm 2023. Tham gia chương trình có hơn 200 em học sinh trên địa bàn xã Triềng Ngần và phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La. Chương trình được tổ chức trong không khí vui tươi phấn khởi chào đón Tết Trung Thu với nhiều hoạt động sôi nổi như tặng đèn Trung Thu cho các em học sinh và biểu diễn các tiết mục văn nghệ, hoạt động múa lân đặc sắc và các em được cùng nhau phá cỗ Trung Thu. Cũng tại chương trình, tỉnh đoàn Sơn La và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của trường tiểu học Kim Đồng, phường Triềng Sinh và trường tiểu học Trung học cơ sở Triềng Ngần B, thành phố Sơn La.